Phương Trinh hân hạnh được gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ phát sóng hôm nay của chương trình Đồng hành Hàn Việt. Thưa quý khán giả, sở hữu trí tuệ là một điều không thể thiếu trong khoa học và công nghệ. Mỗi một năm trôi qua lại có nhiều nghiên cứu mới được công bố và ứng dụng. Vậy tại các trường đại học, vấn đề này được quan tâm chú ý thực hiện như thế nào? Mời quý khán giả tìm hiểu thông qua một số nội dung chính như sau. Sở hữu trí tuệ trong trường đại học. Đồ uống nội địa, tăng sức cạnh tranh với những sản phẩm tốt cho sức khỏe. Và trước khi đến với những nội dung vừa nêu, xin mời quý khán giả điểm qua chuyên mục sự kiện trong tuần với một số thông tin cập nhật ngay sau đây. Nghị định 38 do Chính phủ ban hành năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở Nhật Bản theo hợp đồng. Doanh nghiệp dịch vụ không bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong vòng 2 năm, tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị giới thiệu với phía Nhật Bản, được xem xét giới thiệu để đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản khi đáp ứng các điều kiện sau: có cơ sở vật chất để bồi dưỡng kiến thức cần thiết và đào tạo tiếng Nhật, đáp ứng quy định tại điểm B khoảng 2 điều 8 của nghị định này. Có nhân viên nghiệp vụ chuyên trách thị trường Nhật Bản với ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong hoạt động đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản. Nhân viên khai thác thị trường ngoài nước và nhân viên quản lý lao động làm việc ở nước ngoài có chứng chỉ tiếng Nhật trình độ từ N2 trở lên, đáp ứng các tiêu chuẩn đối với doanh nghiệp đưa người lao động đi thực tập kỹ năng tại Nhật Bản theo thỏa thuận giữa Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với cơ quan có thẩm quyền của Nhật Bản. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 45 năm 2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2020. Nghị định nêu rõ, việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử có giá trị pháp lý như các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử được thực hiện hợp pháp, hợp lý, khoa học, bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch, an toàn thông tin và có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử không làm tăng phí, lệ phí ngoài quy định của pháp luật. Tối đa hóa các bước thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền. Sau nhiều năm liên tiếp đứng đầu khu vực Đông Nam Á, ASEAN và đứng top 10 khu vực châu Á-Thái Bình Dương về số lượng tên miền duy trì sử dụng, tính đến hết quý 1 năm 2020, tên miền quốc gia Việt Nam .vn đã đạt con số trên nửa triệu tên miền. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng, khẳng định giá trị và sự bứt phá của tên miền quốc gia sau chặng đường 20 năm phát triển kể từ khi Trung tâm Internet Việt Nam được thành lập và thực hiện nhiệm vụ quản lý phát triển tên miền .vn. Do đặc thù ưu tiên về khu vực địa lý của các công cụ tìm kiếm, những website sử dụng tên miền .vn có lợi thế về SEO khi mang đến giá trị tìm kiếm cao hơn cho người tiêu dùng trong nước. Sử dụng tên miền .vn cũng giúp giảm thiểu chi phí đầu tư quảng cáo trên các kênh tiếp thị trực tuyến. Đồng bộ với tên nhãn hiệu tên miền .vn là chỉ dẫn địa lý ngầm xác định thị trường mục tiêu Việt Nam, giúp gia tăng sự tin tưởng từ người dùng khi doanh nghiệp đã được định danh rõ trên Internet. Trong những tháng đầu năm 2020, hoạt động du lịch trên toàn quốc đang bị sụt giảm nặng nề. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong quý 1 năm 2020 đạt gần 3,7 triệu lượt khách, giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước. Khách du lịch nội địa đạt 13 triệu lượt khách, trong đó có 6,8 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 143.600 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm 2019. Riêng tháng 3 năm 2020, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 450.000 lượt, giảm 68,1% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 63,8% so với tháng trước. Đáng chú ý là khách quốc tế đến từ tất cả các thị trường đều giảm, trong đó mức giảm mạnh nhất tập trung ở các thị trường lớn như Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ, tuy nhiên riêng thị trường châu Phi lại tăng 2%. Trong thời gian tới, tình hình du lịch Việt Nam được dự báo sẽ chưa khởi sắc vì nhiều thành phố lớn của cả nước đang đóng cửa toàn bộ các điểm tham quan du lịch trên địa bàn. Sau quý 1 năm 2020, với nhu cầu nhân lực giảm đến 27,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong quý 2 năm 2020, nhu cầu nhân lực của thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giảm mạnh. Cụ thể, thời gian này, thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 47.000 chỗ làm việc, giảm 37,33% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu tuyển dụng tập trung vào các nhóm nghề như kinh doanh thương mại, điện tử, lập trình, thiết kế web, game online,
y tế chăm sóc sức khỏe, dịch vụ tư vấn chăm sóc khách hàng trực tuyến, marketing, chế biến lương thực thực phẩm, dược phẩm, vận tải, dịch vụ giao hàng, giải trí trực tuyến. Nếu tình hình thiếu hụt nguồn nguyên vật liệu sản xuất và khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm tiếp tục kéo dài, một số doanh nghiệp sẽ tạm dừng kế hoạch tuyển dụng lao động cho việc mở rộng quy mô sản xuất. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động vẫn đang cố gắng duy trì hoạt động trong điều kiện còn nguồn nguyên vật liệu cho sản xuất từ 2 đến 3 tháng. Các lĩnh vực ngành liên quan đến hoạt động dịch vụ phục vụ nhỏ lẻ trong công nghiệp, thương mại, nông nghiệp sẽ có khả năng phát triển theo hướng tạo việc làm ngắn hạn cho những lao động đang bị cắt giảm ở các lĩnh vực lớn. Hiện nay, hoạt động đăng ký sáng chế ngày càng giữ vai trò quan trọng trong hoạt động khoa học và công nghệ, đặc biệt tại các trường đại học. Kết quả này có thể xem như một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá năng lực. Trong đó, các bài báo công bố khoa học và sáng chế là hai loại sản phẩm đặc biệt của quá trình nghiên cứu. Đáng mừng là trong những năm qua, các trường đại học và viện nghiên cứu của Việt Nam đã tích lũy được năng lực, đóng góp nhiều cho sự phát triển khoa học và công nghệ của Việt Nam, các công bố quốc tế. Đặc biệt, nhiều bài báo trên những tạp chí chuyên ngành về khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ cũng đã tăng nhanh. Chúng ta thấy các đầu tư, các hoạt động khác cho các trường đại học như hoạt động về hội thảo, tập huấn, đào tạo, tuyên truyền diễn ra rộng khắp. Thậm chí có những cái trường có những khóa đào tạo rất chuyên sâu 6 tháng như Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Có những môn học bắt buộc về sở tuệ như Đại học Kinh tế Luật. Có những trường thì đã ban hành được quy chế quản trị tài sản trí tuệ trong trường đại học. Đại học Quốc gia chúng ta có cả một cái trung tâm sở trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng có trung tâm sở trí tuệ. Và các tổ chức các hoạt động đấy khá phát triển ở trong tất cả các trường. Theo số liệu từ Thư viện số về bằng sáng chế Việt Nam, trong các trường đại học, viện nghiên cứu trên cả nước hiện nay, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị dẫn đầu về số lượng sáng chế đã được bảo hộ. Tính đến hết năm 2019, trường đại học này đã sở hữu gần 280 sáng chế, trong đó có 57 đối tượng đã được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền. Tuy nhiên, so với thực tế, những nghiên cứu đã và đang được thực hiện, con số này vẫn chưa tương xứng. Bên cạnh đơn vị bước đầu dành sự quan tâm về vấn đề sở hữu trí tuệ kể trên, vẫn còn số lượng không nhỏ các viện, trường đại học chưa cụ thể hóa hoặc chưa biến kết quả nghiên cứu sáng chế thành tài sản. Theo số lượng đăng ký sáng chế hàng năm của Cục Sở hữu Trí tuệ, trong khoảng 300 đơn đăng ký mỗi năm, các sáng chế gia tăng chủ yếu ở khu vực tư nhân và các chủ thể khác, trong khi các viện trường đại học mới chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Không những thế, các đơn vị này còn thiếu kinh nghiệm khi tiến hành một hợp đồng nghiên cứu. Đồng nghiên cứu cùng doanh nghiệp nên lập điều khoản về sở hữu trí tuệ còn hạn chế hoặc gần như bỏ qua. Cái văn hóa sở hữu trí tuệ cũng là một cái mà các trường đại học ở nước ngoài rất quan tâm. Từ cái việc là nhận thức của sinh viên, nhận thức của các giảng viên, nhận thức của công chúng về sở trí tuệ, từ cái việc tôn trọng quyền sở tuệ của người khác, tránh cái việc là đạo, hay từ cái việc đưa các kết quả nghiên cứu khoa học đấy để đi thực tế vào hợp tác với các doanh nghiệp để triển khai, thì đấy chính là những cái điểm mà còn yếu của chúng ta. Các viện trường đại học là cái nôi sáng tạo ra tri thức và công nghệ mới, nhưng với số lượng đơn đăng ký xác lập bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, nhất là sáng chế, vẫn chiếm tỷ lệ thấp tại Việt Nam hiện nay. Điều này ảnh hưởng đến quá trình thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và tái đầu tư cho nghiên cứu khoa học. Chính vì thế, nâng cao năng lực sở hữu trí tuệ cho các trường đại học với những mô hình quản trị tài sản trí tuệ phù hợp đang là vấn đề cần đặt ra. Thưa quý khán giả, hiện nay có hai vấn đề chính liên quan đến sở hữu trí tuệ tại các viện và trường đại học. Thứ nhất là xác lập quyền bảo hộ, và thứ hai là làm sao để rút ngắn được khoảng cách từ công trình nghiên cứu trên giấy tờ cho đến những sản phẩm, dịch vụ, chất lượng thật trên thị trường. Và để làm được vấn đề này thì dĩ nhiên trước hết vẫn là làm sao bảo vệ được những tài sản trí tuệ vừa nêu. Nên một trong những hoạt động của chúng tôi với các trường đại học cũng thế, đấy chính là liên tục là gì ạ? Đào tạo, tập huấn, hỗ trợ, chuyển giao, đẩy mạnh các hoạt động để các nguồn nhân lực về sở tuệ trong các trường có thể phát triển, đồng thời có những cái bộ phận chuyên trách về sở trí tuệ thì sẽ giúp cho chúng ta là gì ạ? Giảm được những cái rủi ro cũng như phát triển được cái thế mạnh của trường đại học liên quan đến sở trí tuệ và đổi mới sáng tạo, đồng thời tận dụng những cái tài sản trí tuệ và hoạt động đổi mới sáng tạo đấy để phục vụ ngược lại cái uy tín thương hiệu của trường và kể cả phát triển cho kinh tế xã hội. Cái thứ hai chúng ta thấy là cái hoạt động về khai thác thông tin sở trí tuệ, khai thác thông tin sáng chế trong các trường còn yếu, cho các nhà nghiên cứu còn yếu, và kể cả để phục vụ cho cái hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn yếu. Cái thứ ba thì đương nhiên là muốn rút ngắn nó thì nhà trường phải tự chuyển mình thôi, tham gia vào các hệ sinh thái, tham gia hợp tác với doanh nghiệp, tham gia tìm hiểu các nhu cầu của đời sống xã hội. Ngoài ra thì đương nhiên để lấp đầy khoảng cách thì những cái quy định về chính sách
về cơ chế, về chiến lược, về nhân sự, về các quy định về quản lý, các thứ chúng ta cũng phải đầy đủ. Thưa quý khán giả, giữa năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 1068 phê duyệt chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Có thể nói đây là một văn kiện có nền tảng vô cùng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, và đặc biệt là dấy lên mối quan tâm về việc thương mại hóa công nghệ, thương mại hóa những công trình nghiên cứu tại các viện, các trường đại học. Và trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, thì điều này cũng mở ra rất nhiều cơ hội và sự kết nối cho các doanh nghiệp cũng như các cơ quan nghiên cứu, đặc biệt là trong lĩnh vực quản trị công nghệ, quản trị tài sản sở hữu trí tuệ. Cơ hội thì chúng ta thấy ngay, một thế giới càng mở, một thế giới số, đúng không ạ? Chuyển đổi số luôn luôn giúp cho tất cả các trường đại học và công chúng, các nhà nghiên cứu tiếp cận với thông tin một cách nhanh hơn, dễ dàng hơn, thuận tiện hơn. Cái thứ hai nữa là bảo vệ quyền khi hội nhập quốc tế, thực thi quyền sẽ tốt hơn. Và nó giúp cho nhà sáng tạo, nhà nghiên cứu, các trường đại học yên tâm để đầu tư phát triển. Cái thứ ba, chúng ta thấy là các nguồn đầu tư từ nước ngoài vào, các công nghệ được chuyển giao vào Việt Nam để cho chúng ta tham khảo rất nhiều. Thứ tư nữa là ví dụ như là ở Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới chẳng hạn, cũng có những hoạt động hỗ trợ cho các nước như nước chúng ta, gọi là nước đang phát triển, liên quan đến cái việc là xây dựng những cái trung tâm sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, những cái mạng lưới để kết nối với nhau ở các trường đại học. Với Cục Sở hữu trí tuệ chúng tôi thì cũng đang có hai cái chương trình liên quan. Đấy, nó gọi là IP Hub và TICS. Thì nó chính là cái việc là chúng ta tạo ra cái mạng lưới sở hữu trí tuệ kiến tạo, cũng như là gọi là tham gia những cái mạng lưới các trung tâm về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ tại các trường đại học. Và bên cạnh những cơ hội thì đương nhiên chúng ta cũng có những cái thách thức nhất định. Các trường đại học, các viện nghiên cứu, tổ chức khoa học nghệ, nhưng cũng đương nhiên với cái khả năng tiếp cận đến cái thông tin sở hữu trí tuệ, thông tin công chúng, chúng ta phải xin phép, chúng ta phải trả tiền, chúng ta khai thác, chúng ta phải biết đâu là chủ sở hữu. Thì đấy cũng là một cái nó sẽ có tạo nên cái rào cản. Cái thứ hai chúng ta thấy ngay là cạnh tranh nó sẽ lớn hơn. Nhưng cạnh tranh liên quan đến những cái sản phẩm sáng tạo cũng sẽ rất gay gắt. Cái thứ ba là các biện pháp thực thi cao thì sẽ dẫn đến là rất nhiều cái việc mà chúng ta phải đối diện với cả tranh tụng, hay kể cả những cái về bảo mật thông tin các thứ để chúng ta đảm bảo cái việc được bảo hộ cũng như tránh cái xâm phạm quyền. Để một công trình nghiên cứu trở thành sản phẩm dịch vụ thật trên thị trường thì chắc chắn cần có sự góp sức đến từ nhiều bên, từ các cơ quan chức năng, doanh nghiệp, các đơn vị nghiên cứu. Và trong chuỗi nghiên cứu, xác lập quyền, chuyển nhượng quyền và thương mại hóa, phải nói rằng vai trò của đơn vị sở hữu trí tuệ là vô cùng quan trọng. Trong thời gian tới thì Cục Sở hữu trí tuệ cũng sẽ thực hiện truyền thông mạnh mẽ hơn nữa tại các khu vực trường đại học về vấn đề như vừa nêu. Là hoạt động đào tạo, tập huấn, tuyên truyền và hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu về thông tin, về kiến thức, về kỹ năng trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ vẫn là ưu tiên hàng đầu. Song song cái việc là đào tạo đấy thì chúng tôi sẽ có đào tạo chuyên sâu để cho các cán bộ chuyên trách của các bộ phận quản trị tài sản trí tuệ. Tuy nhiên là với cái kho thì chúng tôi đã có cái kho mở online từ những cái thư viện số sở hữu trí tuệ ở quốc gia cũng như quốc tế, từ những cái bản dịch kể cả sang tiếng Việt để cho các trường đại học có thể sử dụng nó. Thứ ba là đơn giản hóa các thủ tục trình tự cũng như là nộp đơn điện tử. Cũng như thế thì một loạt các hoạt động mang tính chất để thúc đẩy, khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ nội sinh hay phát triển các tài sản trí tuệ từ trong các trường đại học cũng là những hoạt động chúng tôi sẽ ưu tiên. Có thể nói vai trò của sở hữu trí tuệ tại các trường đại học là vô cùng quan trọng, và để thực hiện tốt vấn đề này cũng như khai thác được những tiềm năng, bảo vệ được những lợi ích hợp pháp cho các bên thì chúng ta cần phải thực hiện tốt hơn nữa công tác truyền thông, nâng cao và bổ trợ kiến thức cho các giảng viên cũng như sinh viên tại khu vực trường đại học. Để tiếp tục chương trình, xin mời quý khán giả cùng chuyển sang chuyên mục trải nghiệm thật. Theo Tổng cục Thống kê về Hiệp hội Bia rượu, nước giải khát Việt Nam, trung bình mỗi người Việt Nam tiêu thụ 23 lít nước giải khát mỗi năm. Những năm qua, mức tăng trưởng của ngành nước giải khát nội địa liên tục duy trì với con số ấn tượng từ 6 đến 7% mỗi năm. Đây là mức tăng trưởng khá cao so với cả những thị trường lớn như Pháp hay Nhật Bản, hiện đang duy trì ở mức tăng trưởng khoảng 2% mỗi năm. Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng nội địa cũng đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ sang những loại đồ uống có nguồn gốc từ thiên nhiên và tốt cho sức khỏe. Dựa trên xu hướng tiêu dùng này, từ cuối năm 2019, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Khai Xuân Long Việt chính thức đưa vào thị trường thêm một dòng đồ uống mới là nước trái cây lên men tự nhiên đóng chai và nhanh chóng được người tiêu dùng đón nhận. Các sản phẩm như nước nho nắng hồng, nước bưởi hương xuân, nước táo bèo hương cao nguyên, nước dâu giáng son hay nước kiwi sương mai, v.v. với nguồn nông sản sạch trong nước
kết hợp với phương pháp lên men tự nhiên đã đáp ứng kịp thời nhu cầu về loại đồ uống có nguồn gốc từ thiên nhiên, tốt cho sức khỏe của số đông người tiêu dùng hiện nay. Hiện nay thì chúng ta quan tâm đến nước trái cây lên men. Nước trái cây lên men thực ra thì nó sẽ có hai dạng. Dạng thứ nhất là cái dạng sử dụng trong gia đình và dạng thứ hai là dạng sử dụng công nghiệp. Dù là gia đình hay công nghiệp thì khi chúng ta lên men các loại trái cây thì bản chất là chúng ta tạo ra một cái thức uống có cồn. Với một cái độ cồn tương đối thấp từ 3 đến 5 độ thì nước trái cây lên men có thể kích thích tiêu hóa, hỗ trợ cho chúng ta là kích thích thần kinh trung ương. Cho nên là nhiều người sẽ cảm thấy là sảng khoái hơn, ngon miệng hơn và ăn được nhiều hơn một chút. Vậy đây chính là những cái lợi ích đối với sức khỏe và cũng cung cấp cho chúng ta một chút năng lượng nữa, nên chúng ta sẽ có một chút hưng phấn vì lý do là cơ thể chúng ta có năng lượng nhiều hơn. Thực tế, nước trái cây lên men tự nhiên là loại rượu uống đã có từ lâu trên thế giới và được ứng dụng nhiều nhất để sản xuất rượu vang. Tại Việt Nam, trước đây, nước trái cây lên men tự nhiên nguyên chất chủ yếu do các gia đình tự làm tại nhà, dựa trên loại trái cây ưa thích và hầu như chưa được sản xuất theo hình thức công nghiệp đóng chai. Vì vậy, có thể nói các sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Khai Xuân Long Việt như mang đến một luồng gió mới cho ngành đồ uống trong nước. Bởi các loại nước trái cây này được sản xuất từ những nông sản sạch do doanh nghiệp tuyển chọn từ những vùng trồng trái cây nổi tiếng của cả nước như Lâm Đồng, Ninh Thuận, Đồng Tháp, v.v. Bên cạnh đó, các loại đồ uống này đều là nước trái cây lên men tự nhiên nguyên chất, không pha trộn thêm hương liệu. Với khoảng 60% dân số ở độ tuổi dưới 30, Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường thực phẩm đồ uống tiềm năng của khu vực. Nhóm khách hàng mục tiêu này của thị trường trong nước thường xuyên có sự thay đổi trong khẩu vị và đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến những loại thực phẩm đồ uống lành mạnh, tốt cho sức khỏe. Và các loại nước trái cây lên men tự nhiên mới ra mắt thị trường thời gian qua chắc chắn sẽ mang đến cho người tiêu dùng không chỉ là những trải nghiệm mới mẻ mà còn là những sản phẩm tốt cho sức khỏe để sử dụng lâu dài. Thưa quý khán giả, việc các trường đại học nâng cao kiến thức về sở hữu trí tuệ và tích cực thực hiện chuyển giao công nghệ cũng như thực hiện chuyển giao các quyền có liên quan đến sở hữu trí tuệ chính là điều kiện để chúng ta ứng dụng những nghiên cứu khoa học và thực tiễn kinh doanh sản xuất. Hy vọng quý vị và các bạn có thể đóng góp thêm cho chúng tôi những góc nhìn, những ý kiến có liên quan đến sở hữu trí tuệ tại trường đại học cũng như tất cả các vấn đề có liên quan đến mặt hàng Việt Nam uy tín chất lượng thông qua email bbt.donghanhhangviet@gmail.com hoặc điện thoại đến số 028 2200 2714, 2200-2816. Chương trình này có thể được xem lại thông qua website truyenthonglongviet.com hoặc donghanhhangviet.com. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt phát sóng lúc 7 giờ sáng thứ năm kênh HTV7. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý khán giả. Kính chào và hẹn gặp lại.